Em thấy ở đây không ngon hả? Ngày mai anh sẽ đưa em tới một nhà hàng khác sang trọng hơn. Không cần đâu anh. Em đi vệ sinh một lát. Alo, Lan Anh hả? Alo, Lan Anh có bệnh không vậy? Sao không nghe thấy nói gì hết trơn vậy? Anh định tới bao giờ mới hết làm phiền vợ sắp cưới của tôi? Chúng tôi đang sắp tiến hành đám cưới, cho nên rất là bận. Anh đừng liên lạc với Lan Anh nữa. Nếu đúng như lời anh nói, anh là con của ba, thì Lan Anh sẽ là em dâu của anh. Hãy để cho Lan Anh sống vui vẻ với cuộc sống của cô ấy đi. Có thể hứa với tôi một chuyện được không? Xin hãy đem lại hạnh phúc cho Lan Anh. Xin hãy đem lại cuộc sống vui vẻ cho cô ấy. Xin hãy là một chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Thank you.